Xin chào quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất. Vâng, hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2022, cơ sở đồ gỗ Đồ Hiền Lành có làm video clip nói về hoành phi câu đối và cũng tư vấn tới quý khách hàng mua sắm các bộ hoành phi câu đối trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2023, Tết Quý Mão cũng đang cận kề. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết thì quý khách đang có các cái nhu cầu mua sắm các bộ hoành phi câu đối cho gia tiên, cho dòng họ hay là cúng tiến cho đình đền miếu mạo. Ở trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật hai cái mẫu hoành phi câu đối mà đang được người dân sử dụng rộng rãi và cũng như là thịnh hành hiện nay. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái thông số cũng như đường nét chi tiết của hai bộ hoành phi câu đối. Trên mình quý vị và các bạn đang xem, đây là hai bức hoành phi được làm với thông số dài 1m97. Đó là bức hoành phi lồng cuốn thư và bức bên trên là ba chữ Đức Lưu Quang có xen kẽ cây tứ quý bốn mùa. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi cũng giải đáp các cái thắc mắc của quý vị về ý nghĩa của ba chữ Hán Nôm Đức Lưu Quang và cách đọc chữ Hán Nôm. Cách đọc chữ Hán Nôm thì chúng ta đọc từ vế phải sang, đó là Đức Lưu Quang. Ngày xưa các cụ cũng đã làm, đó là đức độ tỏa sáng lưu truyền về sau này cho con cháu, dịch ra câu thành ngữ ở bên trên, đó là chúng ta phải biết noi gương cái đạo đức tốt của ông bà tổ tiên để lại, Đức Lưu Quang. Và ba chữ Hán Nôm này chúng ta đọc từ vế phải sang vì đây là chữ Hán có phụ đề tiếng Việt. Đó là về quy cách đọc của chữ Hán Nôm. Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư dài 1m97, chiều rộng là 67cm. 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt và Tài Vượng, 67 thuộc cung Đăng Khoa. Và hai cái mẫu hoành phi này có cùng thông số kích thước. Toàn bộ phần ván điêu khắc là dày 3.0cm, điêu khắc nội dung chữ Đức Lưu Quang. Và bức ở bên trên này thì có xen kẽ đó là bốn cây tứ quý bốn mùa. Còn bức phía dưới là bức hoành phi lồng cuốn thư. Hai mẫu hoành phi câu đối đang được thịnh hành nhất hiện nay, được nhiều người sử dụng trên thị trường và rất là phổ thông. Chỉ có về độ dày, độ dày của khuôn tranh là dày 7.0cm, bản rộng là 10, chiều dài là 1m97, chiều dày là 7 phân, tấm ván dày 3.0. Phần khuôn ngang được điêu khắc đó là cây trúc. Và phía bên trong đó là còn có hoa cúc, hoa mai, cây tùng, cây trúc, đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Tùng cúc, trúc mai, đại diện cho bốn mùa trong năm. Và xung quanh phần ván được chạy chữ công rất là đẹp. Đây còn đang là hàng mộc, khi quý khách lưu ý mua về các cái ngày cận Tết thì chúng ta cũng phải được xem mộc trước khi sơn để đảm bảo cho quyền lợi của quý khách hàng trong quy trình sử dụng và về chế độ bảo hành của từng cơ sở khác nhau. Và tiếp theo là về câu đối thì chúng ta có thể ghép với câu đối phẳng đầu vuông. Thì câu đối phẳng đầu vuông này phía trên thì điêu khắc Phượng Hoàng và về nội dung của câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, đối với vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và qua đây chúng tôi cũng giới thiệu thêm về quy tắc đọc về chữ Hán, đó là chúng ta đọc từ vế phải sang và từ trên xuống dưới. Còn nếu là chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc đó là từ trái sang phải về chữ quốc ngữ. Còn nếu là chữ Hán thì chúng ta đọc từ vế phải sang và từ trên xuống. Và song song với mẫu câu đối phẳng thì chúng tôi có mẫu câu đối rơi rơi lãng hoa, tức là rơi rơi ngậm đồng tiền, được điêu khắc ở phía trên đầu câu đối. Và phía dưới thì có lãng hoa quả đào. Xung quanh phần diềm của câu đối này được thiết kế đục bốn cây tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai cũng đại diện cho bốn mùa trong năm xuân hạ thu đông. Và về nội dung của chữ Hán Nôm thì là giống nhau, chữ Hán được bom tròn rất là đẹp, có phụ đề tiếng Việt. Phía dưới câu đối là lãng hoa.
Mẫu Hoành Phi câu đối này cũng đang được đánh giá là ăn khách và bán chạy nhất năm 2022. Cái mẫu này chúng tôi cũng đã ra từ năm 2018 và đến nay cũng là 4 năm. Vẫn giữ một cái phong cách rất là hiện đại và vẫn giữ được lối cổ, đó là chơi về chữ Hán. Khi chúng ta thờ Hoành Phi câu đối, thờ gia tiên. Và trong các cái dịp cận Tết thì cái lượng mua sắm càng ngày càng lớn. Chính vì thế mà chúng tôi còn rất nhiều các bộ Hoành Phi câu đối như thế này để cho quý khách tha hồ lựa chọn, tham khảo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Quý khách cần mua Hoành Phi câu đối hay cần tư vấn Hoành Phi câu đối cho nhà thờ Từ Đường hay đồ cúng tiến thì liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số 0986883349 hoặc 0985226684. Cơ sở sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể các bộ sản phẩm mà quý khách đang xem. Đây là hai bộ Hoành Phi câu đối làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào, 100% là chất liệu gỗ gụ lõi, không pha tạp gỗ rác hay là gỗ dập, gỗ ruột, 100% gỗ gụ lõi, được chế độ bảo hành của đồ gỗ Hiền Lanh rất là uy tín. Video đang quay trực tiếp tại đồ gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi có vận chuyển và ship hàng trên toàn quốc. Quý khách hãy để lại địa chỉ và số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn. Đồ gỗ Hiền Lanh cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Đây cũng là hai mẫu Hoành Phi câu đối đang được bán chạy nhất trong cái dịp Tết Nguyên đán 2023. Quý khách hãy liên hệ sớm để được đặt hàng ưng ý.